Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin nóng trên kênh tin tức của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, ngày 25 và 26 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành mở phiên phúc thẩm vụ án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi giai đoạn 2, xét kháng cáo của 10 bị cáo và 5 nhà thầu bị đơn dân sự. Diễn biến phiên tòa sáng ngày 25 tháng 6, các nhà thầu và luật sư bảo vệ đều đề nghị hoãn phiên tòa do vắng mặt của các giám định viên và tư vấn giám sát. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng những người này đã được triệu tập song vắng mặt, nhưng kết quả giám định đã được làm rõ trong quá trình điều tra và bản án sơ thẩm. Sự có mặt của họ chỉ giải thích thêm về căn cứ và phương pháp đưa ra kết luận giám định đã được bản án sơ thẩm đánh giá là xác thực. Kiểm sát viên nêu, có thể đánh giá bản chất vụ án mà không cần thiết phải có mặt giám định viên. Sau hội ý, hội đồng xét xử đã đồng tình với đề nghị của Viện Kiểm sát tiếp tục xét xử. Trong 10 bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt có ông Mai Tuấn Anh, cựu tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC. Án sơ thẩm tuyên 42 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cùng một số giám đốc, kỹ sư, các gói thầu xây dựng, 12 bị cáo còn lại của vụ án không kháng cáo, trong đó có ông Trần Văn Tám, cựu tổng giám đốc VEC, mức án 5 năm 6 tháng tù. Đáng chú ý, 5 nhà thầu cũng kháng cáo do không đồng ý với phần trách nhiệm bồi thường. Trong phiên sơ thẩm 8 tháng trước, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên buộc 5 nhà thầu, chứ không phải các bị cáo, phải bồi thường cho VEC thiệt hại của vụ án, được xác định là 460 tỷ đồng. Trong đó, Tổng công ty xây dựng số 1 CC1 bồi thường cho gói A1 trị giá 47,5 tỷ đồng, Tập đoàn Công trình Giao thông tỉnh Sơn Đông Trung Quốc gói A2 trị giá 129 tỷ đồng, Tập đoàn Xây dựng tỉnh Giang Tô Trung Quốc bồi thường gói A3 trị giá 85 tỷ đồng, Tập đoàn Lotte Inc. Hàn Quốc gói A4 trị giá 127 tỷ đồng và Tập đoàn POSCO Inc. Hàn Quốc bồi thường gói A4 trị giá 71 tỷ đồng. Tòa sơ thẩm đã dành quyền cho 5 nhà thầu yêu cầu các bị cáo phải bồi hoàn trong vụ án dân sự khác. Nếu có yêu cầu, hội đồng xét xử ghi nhận nhà thầu CC1 không yêu cầu các bị cáo bồi hoàn. Trước đó, hồi tháng 10 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Mai Tuấn Anh mức án 42 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 30 tháng tù đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình, xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng. Bản án sơ thẩm xác định dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư có tổng chiều dài gần 140 km, trong đó giai đoạn 1 của dự án dài 65 km từ thành phố Đà Nẵng tới thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Giai đoạn 2 là đoạn đường dài hơn 74 km. Tuy nhiên, khi mới đưa vào vận hành khai thác, trên toàn tuyến đã xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng trên mặt đường bê tông nhựa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành khai thác, an toàn khi tham gia giao thông. Kết quả điều tra tuyến đường 74 km thuộc giai đoạn 2, tương đương 5 gói thầu, xác định 22 bị cáo thuộc chủ đầu tư dự án, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát không tuân thủ quy định từ khâu lựa chọn vật liệu nguồn, thiết kế phối trộn, thi công thử đến thi công đại trà các lớp vật liệu. Khi nghiệm thu, các đơn vị trên không thực hiện đo cường độ mô đun, đàn hồi trên các lớp vật liệu. Có nhiều hạng mục thi công tiến hành nghiệm thu không có sự tham gia của đại diện ban quản lý dự án. Hội đồng nghiệm thu cơ sở không nghiệm thu hoàn thành chuyển bước giai đoạn thi công tổng thể nền đường, tổng thể mặt đường. Hành vi của các bị cáo khiến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi không đảm bảo chất lượng nhưng vẫn được đưa vào vận hành và hư hỏng sau đó, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 460 tỷ đồng tại giai đoạn 2. Lương chi sau lớp nhựa đường. Quá trình điều tra xét xử, một trong những sai phạm được chỉ ra đó là chỉ trong 140 km đường cao tốc này có 550 điểm bong chóc, tức cứ 254 mét có một chỗ hỏng. Có một điều ai cũng nhìn nhận rằng đó là đường hỏng thì sửa, sửa không đúng kỹ thuật lại tiếp tục hỏng. Và cứ như thế sẽ chẳng bao giờ có được con đường chất lượng, nhất là khi lương tri con người bị hỏng. Các bị cáo liên quan đến dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi cũng sẽ nhận mức án tương xứng với tội danh do mình gây ra. Thế nhưng hậu quả mà họ để lại khiến người dân sợ hãi. Nào là nền đường lẫn nhiều đá không được loại bỏ, vật liệu thi công không phù hợp chất lượng, kích cỡ, đá dăm gia cố lớp xi măng bị nứt dọc, nứt ngang, một số phân đoạn bê tông nhựa, đá dăm không đạt yêu cầu kỹ thuật, lớp đất đắp không đạt độ chặt, không đạt độ dày. Và không thể không nói đến con số thiệt hại cho ngân sách nhà nước mà cơ quan chức năng thống kê từ con đường 34.000 tỷ đồng, khi đó là hơn 1.200 tỷ đồng. Cụ thể, giai đoạn 1 dài 65 km từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Tam Kỳ là 811 tỷ đồng. Giai đoạn 2 dài hơn 74 km từ thành phố Tam Kỳ đến thành phố Quảng Ngãi là 460 tỷ đồng. Sự việc lại càng trở nên nóng hơn khi kết thúc phần công bố cáo trạng phiên tòa sơ thẩm diễn ra tháng 10 năm 2023. Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm tại giai đoạn 2 tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Bị cáo Trần Văn Tám, cựu tổng giám đốc VEC, người bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, với cáo buộc
là người trực tiếp phụ trách dự án kiêm chủ tịch hội đồng nghiệm thu cơ sở. Ông cho rằng chỉ đánh giá khối lượng hoàn thành cơ bản theo thiết kế chứ không đánh giá chất lượng. Nghe xong, có nhiều người ngỡ ngàng vì sự tắc trách này. Thế nhưng, câu chuyện về chất lượng đường xấu tương tự như thảm nhựa không đúng chuẩn kỹ thuật, thảm nhựa vào trời mưa không phải chuyện mới mà nó như chuyện thường ngày ở huyện. Cùng là dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, trong khi đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu đang đảm bảo và vượt tiến độ, thì đoạn qua Đồng Nai còn chậm, nguy cơ không đảm bảo tiến độ đề ra. Lý do vì sao? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với tổng chiều dài khoảng 54 km khởi công vào tháng 6 năm 2023, trong đó thành phần 1 dài 16 km do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, thành phần 2 dài 18,2 km do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm chủ đầu tư thành phần 3 dài 19,5 km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng, hứa hẹn rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực. Theo đó, dự án thành phần 1 dài 16 km đi qua thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành cần thu hồi khoảng 137,64 hectare đất. Dự án ảnh hưởng khoảng 1.744 hộ, trong đó có khoảng 1.557 hộ phải tái định cư. Song theo báo cáo vào tháng 5 năm 2024, địa phương mới bàn giao khoảng 36,79 hectare, đạt 26,7%. Các cơ quan chức năng đã hoàn thành kiểm đếm 2.029 trên 2.083 thửa đất, đạt 97,4%. Còn dự án thành phần 2 dài 18,2 km đi qua huyện Long Thành cần thu hồi tổng cộng 176,74 hectare đất, bao gồm tuyến giao thông kết nối T1, T2, dự án sân bay Long Thành khoảng 25,16 hectare. Địa phương hiện bàn giao được 49,38 trên 176,74 hectare, đạt khoảng 27,94%, với tổng chiều dài không liên tục khoảng 4,5 trên 18,2 km toàn tuyến, tương đương 24,72%. Do mặt bằng còn hạn chế, không liên tục, nên tại dự án thành phần 1 hiện chỉ đang triển khai 5 mũi thi công thuộc gói thầu số 21, gồm thi công cầu vượt ngang, cầu nước trong, cống chui dân sinh, đường nền. Sản lượng đến nay đạt khoảng 3,9%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phát động phong trào 30 ngày đêm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo đó, các bên thống nhất phải bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30 tháng 6. Trong những ngày cuối tháng 5, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, công trình thi công sôi động với các hạng mục như cống thoát nước, đắp đất, cấp phối đá răm, hầm chui, cọc khoan nhồi, cầu vượt ngang, đường công vụ, toàn tuyến với 11 cầu và một hầm chui dân sinh. Hiện liên danh 3 nhà thầu đang đồng loạt triển khai với hơn 15 mũi thi công, bao gồm 225 máy móc và hơn 400 nhân lực. Theo Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực Cảng Cái Mép - Thị Vải, chủ đầu tư, tổng diện tích thu hồi đất để thực hiện là 137 hectare, gồm 1.215 hộ. Đến nay, tổng kinh phí bồi thường là hơn 2.739 tỷ đồng cho 1.209 hộ, đạt khoảng 99,5% mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Phía tập đoàn Sơn Hải cam kết dự án sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 30 tháng 4 năm 2025. Trái ngược hoàn toàn, hai dự án thành phần qua địa bàn Đồng Nai dài 34 km vẫn đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án. Cụ thể, thành phần 1 với tổng diện tích cần thu hồi là 137 hectare. Dự án ảnh hưởng hơn 1.740 hộ, trong đó có hơn 1.550 hộ phải tái định cư. Tuy nhiên, địa phương mới bàn giao hơn 36 hectare, đạt 27%. Hiện nay, mặt bằng chủ yếu tập trung vào các khu vực đất giao thông, sông suối và những mảng nhỏ lẻ không liên tục, khiến cho việc triển khai thi công dự án gặp nhiều khó khăn. Nhà thầu đã huy động máy móc, thiết bị và công nhân để thi công các hạng mục như cầu vượt ngang, nền đường, hệ thống thoát nước và cống chui dân sinh trên những khu vực đã được bàn giao. Thành phần 2 với chiều dài 18,2 km qua địa bàn huyện Long Thành, gồm 4 cầu chính tuyến, 5 cầu vượt ngang, 14 cầu trong nút giao thông, 9 hầm chui dân sinh và 3 nút giao liên thông. Tổng diện tích thu hồi hơn 176 hectare với hơn 1.500 hộ bị ảnh hưởng. Mặt bằng đã bàn giao cho đơn vị thi công hơn 49 hectare, đạt 28%, không liên tục với chiều dài gần 6 km. Hiện các đơn vị đang triển khai 33 mũi thi công với gần 100 máy móc và khoảng 400 công nhân, kỹ sư làm việc liên tục. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chính là do sự chậm trễ trong công tác kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường và xây dựng khu tái định cư dẫn đến khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng tại thành phần 1 và 2 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, chính quyền thành phố Biên Hòa - Đồng Nai đã phát hiện tại một phường có 112 hồ sơ có dấu hiệu chỉnh sửa, giả mạo chữ ký. Cụ thể, ngày 28 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa cho biết, quá trình thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, cơ quan chức năng phát hiện nhiều hồ sơ bồi thường có dấu hiệu bị chỉnh sửa.
tẩy xóa, viết lại giấy mua bán tay, điều chỉnh thời gian sở hữu đất, tài sản nhằm hưởng lợi chính sách. Trước vấn đề này, một lãnh đạo phường Phước Tân giải thích, đây là sai sót từ phía người dân khi tự chỉnh sửa lại thời gian, làm lại mua giấy tờ mua bán giấy tay để phù hợp với thời gian để được hưởng chính sách theo quy định của nhà nước. Điều này, cơ quan chức năng phải mất thời gian để thẩm tra lại. Để tránh chậm trễ tiến độ và xử lý hồ sơ bồi thường đúng quy định pháp luật, tránh gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân chuyển trả 112 hồ sơ để Ban Quản lý Dự án Bồi thường tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường và các đơn vị có liên quan, ra soát từng trường hợp, thiết lập lại hồ sơ bồi thường theo đúng quy định. Đại diện Ban Quản lý Dự án Bồi thường, Giải phóng Mặt bằng và Hỗ trợ Tái định cư tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, đến nay đã bàn giao mặt bằng hơn 2,6 ha đất, tương đương khoảng 12% diện tích để thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân. Với kết quả này, lãnh đạo thành phố Biên Hòa cho rằng việc thực hiện dự án là quá chậm và nguy cơ khó về đích theo mốc thời gian là 30 tháng 6 theo cam kết với Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu qua phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa phải thu hồi đất của 742 thửa với diện tích gần 38 ha. Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, chuyên môn xuống Phước Tân để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của phường. Đối với 112 hồ sơ có dấu hiệu chỉnh sửa, ông Đức đề nghị lãnh đạo thành phố Biên Hòa chỉ đạo rà soát kỹ các hồ sơ này. Nếu ai cố tình làm sai, đề nghị chuyển cơ quan pháp luật xử lý. Ông Đức nhấn mạnh, cái này phải nghiêm minh, không nói tới nói lui gì hết. Theo ông Đức, trước đây đã có tiền lệ một trường hợp cạo sửa hồ sơ tại dự án sân bay Long Thành, do đó cần phải xác minh, xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Theo báo cáo, tại dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đoạn qua thành phố Biên Hòa, việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất có chuyển biến nhanh hơn trước chiến dịch. Đến nay đã đạt được tỷ lệ 80,53% trên toàn dự án. Tuy nhiên, so với kế hoạch thì vẫn chưa đạt chỉ tiêu là 100%. Phương án bồi thường cho người có đất bị thu hồi đã hoàn chỉnh hồ sơ cho 906 trên 1.125 thửa đất, đạt tỷ lệ 80,53%. Đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường được 5 đợt với tổng diện tích khoảng 16,07 ha, đạt 25,32%. Riêng đoạn qua huyện Long Thành đã hoàn thành 100% đối với công tác thông báo thu hồi đất và kiểm đếm. Công tác phê duyệt phương án bồi thường tại dự án thành phần 1 đạt tỷ lệ 42,08%, thành phần 2 đạt tỷ lệ 27,65%, chi trả tổng cộng 141 trường hợp với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã bàn giao 10,8 ha đất thuộc thành phần 1 đạt 39,18% và 18,17 ha đất thuộc thành phần 2 đạt 16,72%. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, ông Đức ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong suốt 30 ngày chiến dịch. Tuy nhiên, ông Đức nhận định, dù rất cố gắng, tiến độ nhanh hơn nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra. Ông Đức thống nhất đề xuất tiếp tục gia hạn chiến dịch 30 ngày đêm, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đến ngày 30 tháng 6, đồng thời yêu cầu các phòng ban, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với tinh thần 3K, 4 kíp, làm thêm ngày thêm giờ, kể cả ngày lễ. Mục tiêu đến ngày 30 tháng 6 phải hoàn thành 100% phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Đồng thời, phải bàn giao ít nhất 80% mặt bằng đoạn qua thành phố Biên Hòa và 90% mặt bằng tại dự án thành phần 1 đoạn qua Long Thành. Ông Đức đặc biệt lưu ý đoạn ưu tiên từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Dây đến giáp danh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phải bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Các nội dung còn lại đề nghị rà soát thực hiện công tác cưỡng chế ngay trong tháng 7. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.